Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách làm viên xíu mại kết hợp với cái sốt cà chua cực kỳ thơm ngon luôn. Nếu mà các anh chị và các bạn làm nhiều lần mà xíu mại của mình nó bị khô và không có hấp dẫn và mềm tan thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay nha. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cái công thức rất là rõ ràng luôn để cho các anh chị và các bạn cho ra thành phẩm xíu mại của mình cực kỳ ngon. Cái món xíu mại này thì các anh chị và các bạn có thể kết hợp với bánh mì cũng được nè, hoặc là mình ăn cơm cũng rất là ngon luôn. Bây giờ thì chúng ta bắt tay nhau và cùng làm thôi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu cùng có. Đầu tiên chúng ta sẽ có một củ sắn ha, còn gọi là củ đậu. Hành tây nè, mình sẽ có cà chua. Mình sẽ có hành và ngò rí. Tỷ lệ rõ ràng thì mình sẽ cho bên trong ha. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có 1 kg thịt xay. Thịt xay thì các anh chị và các bạn nên sử dụng thịt xay có 500g thịt xay có mỡ nhiều nè. Và 500g thịt xay thì nó có nạc nhiều hơn một chút xíu. Nên là mình có pha trộn mỡ thì cái thịt xíu mại của mình nó sẽ ngon hơn. Và cái phần thịt xay này thì mình đã bỏ vô ngăn đá và mình đã đông cho nó đông xốp xốp lại rồi. Thì khi mà các anh chị và các bạn quết á, thì cái xíu mại của mình nó sẽ ngon hơn và nó có cái độ dai hơn nha. Rồi trong lúc đó thì chúng ta sẽ đi sơ chế cái phần củ sắn. Củ sắn này thì chúng ta sẽ chuẩn bị ở đây cỡ tầm 200g củ sắn, mình sẽ bào sợi như thế này. Củ sắn còn được gọi là củ đậu đấy ạ. Và một củ hành tây cỡ tầm 150g tới 200g nha. Rồi hành tây này thì các anh chị và các bạn sẽ cắt lát mỏng ra như thế này. Rồi mình sẽ cắt cho nó ra hạt lựu nhỏ nhỏ một chút xíu nhé. Và đối với cái phần củ sắn này thì các anh chị và các bạn sẽ sau khi mà mình bào ra rồi đó thì chúng ta sẽ bỏ vô cái túi và mình vắt cho thật là khô nước ha. Và quay qua cái phần thịt như mình đã nói để cho cái viên xíu mại của mình nó dai hơn và nó sẽ không có bị khô và hay là nó bị xám xịt lại á, thì chúng ta sẽ cho nó đông đá lại một chút xíu. Rồi chúng ta sẽ cắt gốc hành lá nè. Và ở đây thì mình sẽ có 2 gốc hành lá. Mình sẽ cho vô rồi mình sẽ quết nha. Mình quết như thế này. Khi mà mình quết lại như thế này thì thịt của mình nó sẽ có cái độ dai và độ dẻo kết dính hơn đấy ạ. Đó, khi mà mình có cái phần thịt của mình đó, nó đông xốp xốp à, mọi người không cần phải đông cứng đâu, mình đông xốp xốp như thế này thì cái máy nó quết nó sẽ ngon hơn ha, và nó sẽ dễ dàng hơn, nó không có bị hư cái máy của mình đâu. Và sau khi mà các anh chị và các bạn quết mà mình cảm thấy rằng cái thịt của mình nó kết dính dẻo lại rồi thì chúng ta sẽ nêm vô đây là một muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường. Thêm vào đây đó là xíu tiêu ha. Lượng tiêu này thì các anh chị và các bạn ăn cay nhiều ít thì có thể gia giảm. 1,5 muỗng canh bột bắp. Bột bắp sẽ giúp cho cái viên xíu mại của mình nó kết dính tốt và nó sẽ có cái độ dai dẻo hơn ha. 1/3 muỗng canh dầu hào. Rồi bây giờ thì mình đã cho gia vị vô rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình quết thêm một lần nữa nha, để cho tất cả các gia vị này nó hòa quyện vào với nhau và nó sẽ giúp cho cái khối thịt của mình nó dẻo hơn đấy ạ, và nó sẽ có cái độ dai không có bị khô nha. Đó, mọi người nhìn vô nè, cái khối thịt của mình á, nó đụng vô nó có cái độ kết dính và nó có độ dẻo dẻo như thế này vậy nè. Nó không có quá nhuyễn và nó cũng không có còn lợn cợn thịt nhiều ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết ra một cái tô nha. Kế tiếp thì mình sẽ cho 75g hành tây. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 75g hành tây nha. Một muỗng canh hành phi. Và cái phần củ sắn á, thì các anh chị và các bạn sẽ vắt cho nó kiệt nước như thế này nè, để cho vô cái xíu mại của mình nó sẽ không có bị chảy nước nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đeo bao tay vô và mình tiến hành mình trộn đều lên nhé. Đó, cái khối thịt của mình nó rất là dẻo luôn. Và mình cảm thấy rằng cái công thức làm xíu mại này thì mình cảm thấy rất là hài lòng luôn. Cái xíu mại của mình nó không có bị khô và nó rất là mềm và dai, ăn cực kỳ ngon. Và bây giờ thì mình sẽ nêm vô đây là một muỗng canh nước mắm. Nước mắm mình sẽ cho cuối cùng như thế này để cho cái hương thơm của nước mắm nó sẽ thơm hơn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình đeo bao tay vô và mình sẽ vo những cái viên viên xíu mại thì tùy vào các anh chị thôi. Mình thích bắt to hay bắt nhỏ thì cái đó là ở mình ha. Ở đây thì mình sẽ bắt những cái viên xíu mại vừa vừa như thế này. Và ở dưới thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khay ha. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vô và mình quét đều lên cái khay này. Và mình tiến hành mình đặt những cái viên xíu mại vừa nãy mình bắt đó. Mình sẽ cho vô đây nha. Viên xíu mại thì mình bắt vừa vừa như thế này nè. Rồi mình sẽ cho vô. Làm như vậy thì khi mà mình hấp xong á, cái viên xíu mại của mình nó sẽ không có bị dính vô cái khay ha.
Và sau khi mà mình bắt xong rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô mình hấp trong vòng 20 phút. Trong lúc đó thì mình sẽ đi sơ chế cà chua và mình sẽ làm cái sốt cà chua ha. Đối với cái hành tây vừa nãy như mình đã nói thì mình sử dụng 150g. Thì mình sử dụng một nửa mình cho vô thịt, một nửa còn lại thì mình sẽ để lại tí mình cho vô sốt cà chua nhé. Rồi cái phần cà chua thì mình sẽ bỏ cái hạt đi. Mình chỉ lấy cái phần vỏ ở ngoài thôi. Và đối với cái phần vỏ ở ngoài thì các anh chị và các bạn sẽ cắt những cái giống như là hạt lựu nho nhỏ như thế này nè, để tí mình xào cho nó dễ mềm nha. Rồi chúng ta sẽ có gốc hành lá, mình sẽ cắt một chút xíu gốc hành lá để mình khử cho nó thơm lên. Tỏi mình sẽ băm 2 tép tỏi ha. Rồi chúng ta cũng sẽ băm nhuyễn ra luôn. Rồi quay qua thì cái phần viên xíu mại của mình đã hấp được 20 phút. Lúc này cái viên xíu mại của mình nó đã chín rồi. Thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là ở trong đây nó có nước nha. Rồi mình sẽ tắt bếp, rồi mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo. Mình cho gốc hành lá và cái phần hành tỏi đó mình sẽ khử thơm lên. Sau khi mà mình khử thơm vàng lên như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho cà chua vô. Nửa muỗng canh hạt nêm mình nêm vô đây, nửa muỗng canh đường phèn. Rồi chúng ta sẽ cho một muỗng canh nước mắm. Rồi mình sẽ xào đều lên. Khi mà kết hợp với cái gia vị như thế này thì cái cà chua của mình sau khi xào lên á thì nó sẽ ra cái màu đỏ đẹp lắm. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vô đây là nửa lít nước nha. Rồi mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh tương ớt. Tương ớt sẽ giúp cho cái sốt cà chua của mình nó lên màu đẹp hơn. Rồi mình thêm một muỗng canh tương cà nha. Rồi sau khi mà mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên rồi và mình cảm thấy rằng cái cà chua của mình nó cũng đã mềm ra rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần nước vừa nãy mình hấp xíu mại đó, mình cũng sẽ cho vô hết luôn nha, mình đừng có bỏ tại vì cái nước này nó rất là ngọt luôn. Đây là các anh chị và các bạn cứ cho vô rồi mình sẽ thả những cái viên xíu mại vô luôn nha. Mình sẽ nấu cái xíu mại chung với cái phần sốt này, nó sẽ giúp cho cái phần sốt nó ngấm vô cái viên xíu mại của mình thì khi mà mình ăn đó cái viên xíu mại của mình nó sẽ đậm đà hơn. Và khi mà mình cho cái viên xíu mại vô rồi thì cái lúc này các anh chị và các bạn cũng sẽ canh chỉnh, điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình của mình, coi nó thiếu gì nha. Rồi bây giờ thì gần xong thì chúng ta sẽ cho cái hành tây sắt hạt lựu vừa nãy mình chừa lại đó, mình cũng sẽ cho vô đây. Lúc này thì các anh chị và các bạn có thể canh chỉnh lại, điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình của mình, coi nó có thiếu mặn hay thiếu ngọt gì không. Nhưng mà mình cảm thấy rằng cái công thức này nó rất là vừa ăn nên là các anh chị và các bạn có thể làm thử nha. Và khi nào ăn thì chúng ta sẽ cho hành ngò vô và tiêu vô. Và cái món này thì mình đừng có nấu nó cạn nước quá, tại vì mình sẽ ăn chung với bánh mì hoặc là mình chan chung với bún, mình ăn cũng rất là ngon, mình ăn với cơm cũng rất là hấp dẫn. Và đây là cái tô xíu mại mà hoàn thành là mình ăn xong mình cho hành ngò vô thì tăng thêm cái mùi thơm rất là nhiều luôn. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm viên xíu mại sốt cà chua. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cảnh bút của vợ nha. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bạn hỗ trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi cảnh bút của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.